Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt gió dàn lạnh của máy xúc Kobeco -8, dòng sản phẩm là chạy điện 24V. Anh em đang nhìn đây chính là cái rắc điện của nó này, một cực âm và một cực dương, và phía bên này của nó là cái đường ống dẫn nước này. Hai đầu của phần quạt nó chính là hai phần cánh quạt để tạo ra gió khi mà chúng ta bật điều hòa. Cái sản phẩm thì có cấu tạo là hai phần cánh thì được sản xuất bằng nhựa ABS cao cấp, phần trục là phần lõi trục để đóng hai đầu cánh, và thì nó là thép cao cấp, phần bên ngoài là được bao bọc bằng sắt, vỏ bọc sắt cao cấp, và bên trong là các lõi đồng cùng với chổi than và bi để vận hành trơn tru. Cái dòng sản phẩm này đây anh em nhìn nhé, rất là nhiều đồng luôn này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Nhiều đồng thì cái thứ nhất là cái độ bền của sản phẩm nó sẽ cao, và khi quạt chạy thì nó không hề bị kêu. Đó. Thì vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là quạt gió dàn lạnh của Kobeco -8. Anh em quan tâm tìm hiểu hoặc cần hỗ trợ về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.